Xin chào tất cả mọi người nhé. Trước mắt mọi người là cây khế nhà mình. Hiện tại nó đang ra hoa rất là nhiều. Cái hoa của cây khế này nó ra theo nhiều đợt nhé mọi người nhé. Cái đợt đầu tiên thì nó rơi vào tầm tháng 5, tháng 6. Và cái đợt cuối cùng của nó kết thúc vào cuối thu. Nó rơi vào tầm tháng 8, tháng 9 mọi người nhé. Cây khế nó ra hoa theo nhiều đợt. Cái đợt này có thể là nó ra hoa rộ như này, tuy nhiên cái lượng quả nó đậu nó cũng sẽ chiếm tỷ lệ không nhiều đâu mọi người nhé. Cho nên là nhiều khi mọi người đừng sốt ruột khi trời thời tiết nắng nóng như này. Cây khế nó không đậu được nhiều thì mọi người cũng đừng sốt ruột quá, bởi vì là cái sản lượng quả nó đậu tốt nhất là vào cuối tháng 7 cơ mọi người nhé. Cuối tháng 7 khi mà một số bạn mà có cái kinh nghiệm trồng khế lâu năm đấy thì mọi người sẽ biết rằng là cái sản lượng quả nó đậu nhiều nhất là vào những cái thời điểm là cuối tháng 7 đầu tháng 8. Cái thời điểm đấy thì thời tiết nó cũng dịu dịu rồi. Thời tiết bây giờ hiện tại là cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì nó rất là nắng nóng. Thế cho nên là kéo theo cây khế nó cũng sẽ không đậu được quá nhiều đâu, cho mọi người đừng có kỳ vọng vào cái thời gian này nhé mọi người nhé. Thì có một cái câu hỏi mọi người đặt ra cho mình là cây khế đây nó đang có quả, nó đang có hoa như thế này, đang có hoa rất là nhiều như thế này thì mình làm sao mà có thể lới rộng cái chậu trồng, cái thùng thùng chậu cái thùng xốp đấy. Làm sao để lới rộng cái thùng xốp cho cái khế khế để nó có thêm cái diện tích đất để nó có thể là nó phát triển. Đây mọi người nhìn này, cây khế nó đang ra hoa như này nhá. Khi mà cây khế đang ra hoa như này thì tuy nhiên là mọi người sẽ không thể đánh nó được rồi. Không thể đánh bầu cây khế để chuyển đi, và mọi người cái đấy thì mọi người hạn chế thôi. Đối với mình thì mình khuyên mọi người là không không nên nhá. Thì mình sẽ làm như thế nào? Đây mọi người nhìn này. Đây là mình sẽ đã cơi lưới thêm một cái thùng nữa. Và cách làm như thế nào? Một cái thùng to 40-60 kích cỡ bằng cái thùng ban đầu đấy. Mọi người sẽ cắt một nửa ra nhé. Cắt một nửa ra theo cái chiều dọc như thế này. Đây cái chiều này nó vẫn là 60 này. Vẫn là 60 nhé mọi người nhé. Mọi người cắt cái chiều 40 này ra. Thì mọi người sẽ tùy theo mọi người thôi. Mọi người áng chừng xem là cái diện tích lới ra nó sẽ là bao nhiêu. Thì mình sẽ lới một nửa, thêm một nửa của cái chậu 40-60 này. Thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy, mình lới ra thì mình nhận thấy là cái cây khế của mình thì nó cũng chỉ cần như vậy là nó thoải mái rồi. Đây mọi người nhìn này, hoa rất là nhiều luôn. Rất là sai nhá, rất là sai hoa nhá. Sai hoa lắm. Đây thì quay trở lại với cái câu chuyện mình vừa nói lúc đấy. Đó là mình sẽ lấy một cái lửa của cái chậu 40-60, mình cắt một nửa ra. Cắt theo cái chiều 40 nhá mọi người nhá. Cắt dọc theo cái chiều 40 đấy. À xin lỗi mọi người, là cắt dọc theo cái chiều 60. Đây, cái chiều 60 vẫn giữ nguyên, còn đâu mọi người cắt cái chiều 40 ra. Thì cắt một nửa ra. Và sau đó mọi người ốp vào cái chậu ban đầu của nó. Mọi người nhìn thấy chưa? Cố định bằng cách nào? Thì mọi người này, mọi người nhìn này. Mọi người vòng cho mình khoảng 2 đến 3 vòng dây thép đây. Cái dây thép đây. Mọi người sẽ vòng cho mình 2 đến 3 vòng dây thép cho nó siết thật chặt để cho hai cái chậu nó ôm vào nhau như thế này. Và mọi người kê cái gạch lót ở dưới làm sao để cho nó thực sự nó là cân. Và sau đó thì mọi người xử lý như thế nào? Mọi người trộn cái xi măng với cát vàng nhá. Đấy, nếu không có cát vàng thì trộn cát đen cũng được, nhưng cát vàng thì nó sẽ chắc chắn hơn. Và mọi người sẽ, đây mọi người nhìn này, mọi người sẽ chít chít cái phần vữa xi măng này theo những cái cạnh hở của nó, theo những cái phần hở như thế này. Đấy, mình vừa mới làm xong. Mình vừa mới làm xong thì mình quay cho mọi người xem luôn. Bởi vì thực tế là cái này là một cái câu hỏi nó cũng khá là thường gặp đấy. Nó là một câu chuyện khá là thường gặp trong cái quá trình mình trồng những cái cây ăn quả. Bởi vì là cây nó to rồi thì mình nhiều lúc mà cây nó đang ra hoa như này mọi người không thể đánh được. Đánh phải hết sức là cẩn thận. Tuy nhiên là mình cực kỳ là hạn chế cái việc đánh khi mà cây nó đang ra hoa như thế này. Thì mình sẽ làm như thế, làm như cái phương án của mình đưa ra. Và sau đó chiều nay nhá, khi mà cái vữa bê tông này, vữa xi măng này nó đã cứng chắc hoàn toàn rồi thì mình sẽ cắt cái phần, đây cắt cái phần này đi, cắt sát xuống dưới này. Đấy. Và sau đó thì là mọi người sẽ tiến hành đổ thêm đất vào thôi nhá. Cái này cực kỳ chắc đấy mọi người nhá. Cái kết cấu của cái thùng, của cái xốp đấy là nó chịu lực lén rất là tốt. Thế cho nên mọi người chỉ cần làm như này thôi. Trước tiên là mình cố định bằng cái dây thép, sau đấy mình người chít những cái phần tiếp giáp nó vào nhau.
Sau đấy là mọi người san đất ra nhá, san đất ra và trộn thêm những cái đất thật là màu mỡ mọi người đổ thêm vào đây. Sau khi mà mọi người cắt cái phần này đi, mọi người cắt cái phần này đi, sau đó thì là mọi người đổ thêm đất vào đây. Cái cách làm nó rất là dễ thôi. Đấy mọi người nhìn này, toàn cảnh này. Cắt một lửa ra, cắt cái chiều 40 đấy, cắt một lửa ra. Và sau đó thì ốp như thế này. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Ôm nó, cho nó ôm toàn bộ như này. Cắt thật là chuẩn vào thì nó ôm nó càng xít càng tốt. Và sau đấy thì mọi người lấy cái dây thép mọi người cố định nó vào. Sau đó thì mọi người sẽ chít những cái phần này vào và cắt cái phần này đi. Thế là xong nhá. Đấy là một cái kinh nghiệm của mình xin phép chia sẻ với mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn thấy hoa khế đang rất là nhiều như thế này. Đấy, tuy nhiên là cái sản lượng đậu của cái thời điểm này nó cũng chưa phải là cao đâu nhá. Tỷ lệ đậu nó khá là ít đấy mọi người nhá. Thế nên mọi người đừng có kỳ vọng quá. Thấy hoa khế nhiều này mà nó có đậu không bao nhiêu thì đừng kỳ vọng quá. Vì thực tế là sản lượng đấy, mình nhắc lại là sản lượng khế nó sẽ đậu vào thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 là nó sẽ đậu cái sản lượng nhiều nhất. Cảm ơn mọi người nhé. Video này mình xin phép dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm nhiều cái video liên quan hơn nữa mọi người nhé.